Ngày 23 tháng 10 vừa qua, trang Daily Mail đã đăng tải những hình ảnh về một vụ đánh ghen ngay giữa đường phố đông người tại thị trấn Vũ Hồ, An Huy, Trung Quốc. Trong đoạn clip do trang này đăng tải, người đàn ông mặc áo trắng chính và nhân tình đang ôm nhau ngay trên đường, còn người hiền thê bất hạnh bị chồng cắm sừng mặc áo xám đậm đang nổi cơn tam bành, đánh, đá túi bụi vào người nhân tình. Người hiền thê trong trạng thái mất kiểm soát đã xé toạc quần áo của tiểu tam ngay trên đường. Trong đoạn clip được người dân ghi lại, người ta nghe thấy tiếng mếu máo cùng tiếng gian xin của cô nhân tình, nhưng người hiền thê hoàn toàn không chấp nhận lời gian xin này và nối tiếp đánh đập, xé quần áo của cô gái nát tươm. Người hiền thê còn giật đứt cả dây chuyền vàng của chồng và quất nó vào lưng chồng. Đến khi người phụ nữ cầm giày để đánh tiểu tam, ông chồng thế hệ hét lên gọi cảnh sát đi. Theo những nhân chứng có mặt ở hiện trường, người đàn ông này đã bỏ trốn ngay trước khi cảnh sát có mặt. Hiện vẫn chưa rõ rệt nhóm người này có phải chịu phạt vì hành vi gây rối ở nơi công cộng hay không, nhưng việc người chồng ngoại tình và hành động đánh đập tiểu tam ngay nơi đông người đang bị cộng đồng mạng lên án. Một số cư dân mạng đã tỏ ra khá ngán ngẩm trước cảnh người hiền thê đánh đập cô nhân tình, vì trong câu chuyện này, người có lỗi nhất chính là ông chồng. Cô ta nên trút giận lên đầu chồng chứ không phải nhân tình, nếu là tôi sẽ bỏ quách người đàn ông đó đi, lưu luyến làm gì cho thêm đau khổ, người chồng đã bảo vệ nhân tình thay vì hiền thê, hết thuốc chữa rồi. Cư dân mạng bình luận. Nguồn Daily Mail.